Rồi, 46 hết rồi phải không? Đập cái áo luôn đi. Đập một lượt vậy, chút xíu nữa mình táng lên cộng 7, cộng 8, cộng 9 nó dễ hơn phải không? Rồi, giải ném cái ngọc kia. Đứng chỗ này, cái con này nó bắn pháo hoa hoài luôn. À, mà nó tháp pháo rồi mà nó bắn lắm thế. Đó, đập hết giờ tính. 7 7 7 7 7 Ui rồi, nhịp đầu có vẻ là ổn anh em ơi. Nhịp đầu có vẻ là khá khá là ổn rồi. Rồi 8 này, 2 này. 8. Ba nhịp ơi, nó phải nói ổn xong. Trời ơi. Kiểu này có mà lại bốc tích chọn select rồi, 8 này. 8 này. 8 này. Ui. 8 này. Ui, có vẻ là ổn 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 ổn. 9 nha, 9 nha. Rồi, ngon 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 ngon, được một cái lên 9 nữa kìa. Theo nhịp, hai cái lên 9. Ba cái lên 9. Bốn cái lên 9 đủ. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MMO ngày mới nha anh em ơi. Thì hôm nay mình đã kiếm được set quyền năng thần của DK rồi nha, full thần rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ đập nó lên. Thì để xem là đập lên là tốn bao nhiêu ngọc nha, tốn bao nhiêu cái ngọc Excellent này là lên full được dòng cho nó. Và chút xíu là mình sẽ đập lên luôn, xem lên được cộng bao nhiêu nha. Thì hôm rồi là đập lên đồ lên cộng 15 là toang hết rồi. Thì vì không có đập cái set kia nữa, nói chung là bỏ luôn set kia đó. Thì bây giờ là mình sẽ đi đập cái set thần này. Thì set thần này là mình mở đổi hoa mai á. Thiếu cái áo. Cái áo là đi mới đi mua. Rồi bây giờ mình đi đập đi. Hy vọng là ngày hôm nay đập nó sẽ may mắn. Cắt bớt đi để lấy chỗ để. Bây giờ đập không được là mình lại ném lên, đập không được là ném lên. Rồi đập nha. Cái đầu tiên là thấy toang rồi đó. Đấy, thì ông kia ông bán áo thần long VIP mà ông còn đi xin đồ về. Vô tài. Dứt. Dứt. Ôi nhỏ quá anh em ơi. Rồi lên được một dòng anh em ơi. Được một dòng. Giám sát thương. Rồi lên được một dòng nữa. Rồi lên được một dòng. Hên này hên rồi. Tôi quá chuyển qua cái khác đập. Rồi hai dòng nè. Có mặt lên lại đi lấy cái khác đập. Nó tập trung quá anh em ơi. Đi lên chợ đây đi. Khá là khó nha. Cái này lên được hai dòng. Rồi hai dòng. Rồi hai dòng nữa nè. Thời cho đập lên hai dòng trước đi. Nhìn cho nó đẹp đẹp chút xíu. Cho nó nhiều dòng chút xíu thôi. Đập kiểu này là nhiêu đây ngọc là thấy không ăn thua rồi đó. Cái này mới được một dòng phải không? Cho lên hai dòng luôn đi. Uầy. Hai dòng rồi kìa. Nói chung DK mà có dòng giảm sát thương với dòng phản hồi sát thương là tạo ổn rồi.
Khả năng tránh đòn nữa kìa. Ôi cái này sao đập khó thế. Ôi xong rồi, hai dòng, cái này lên được ba dòng. Trời, hết ngọc luôn kìa. Không ngờ hôm trước đập xui mà hôm nay đập còn xui hơn anh em ơi. Hy vọng chút xíu nữa mình đi ép đồ nó lên được sẽ hên hơn. Lên lên rồi, hai dòng lên dơ gen này này, xui quá. Đây là ba dòng rồi, lên ba dòng coi. Rồi ba dòng này. Ê, ba dòng. Quần ba dòng. Cho cái áo lên ba dòng luôn đi. Rồi. Full ba dòng bây giờ tính sau anh em ơi. Vãi cái tay kìa, cái tay bút kích cái tay gì trời ơi. Toang rồi. Lên được ba dòng hết, còn mỗi cái áo, à, còn mỗi cái tay. Chung là lên cho nó nhiều dòng thì cho nó đẹp. Còn DK thì mấy cái dòng ngon ngon thôi, mấy cái dòng rơi gen với tăng mana thôi. Quan trọng lắm. Bây giờ đập cái đó không ổn là mình phải đi đập nó lên. Bây giờ là sẽ đi giải nét đập nó lên cộng 9 trước đã. Về ba cái món đập đồ này mình khá là nhỏ. Và nhất là cái đập đồ lên cộng 9 này này. Chưa từng có. Rồi. Quần trước nha, làm quần tay chân này kia đi. Từ từ 1 lên 6 thì nó là thành công hết rồi. Rồi, 46 hết rồi phải không? Đập cái áo luôn đi. Đập một lượt vậy chút xíu nữa mình tăng lên cộng 7, cộng 8, cộng 9 nó dễ hơn phải không? Rồi, giải ném cái ngọc kia. Đứng chỗ này cái con này nó bắn pháo hoa hoài luôn. À mà nó tháp áo rồi mà nó bắn lắm thế. Đã đập hết giờ tính. Bảy. 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 Ui rồi nhịp đầu có vẻ là ổn rồi nha mày. Nhịp đầu có vẻ là khá khá là ổn rồi. Rồi 8 này, 2 này. 8. Vãi thiệt ơi, nó vừa nói ổn xong. Trời ơi. Kiểu này có mà lại bốc kích chọn select rồi, 8 nè. 8 nè. 8 nè, ui. 8 nè, ui, có vẻ là ổn 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 ổn. 9 nha, 9 nha. Rồi, ngon 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 ngon, được một cái lên 9 nữa kìa. Theo nhịp, hai cái lên 9. Ba cái lên 9. Bốn cái lên 9, đủ. Nó xịt một cái thôi nhưng mà mình lại ngày hôm nay lại vẫn là may mắn anh em ơi, tại vì nó lên mẹ bốn món luôn rồi đó. Bây giờ tán cái này có nghĩa là ngày hôm nay không có tốn kém mấy anh em ơi. Hôm nay hình như ra ra đường bước chân phải rồi. Mới nói hên xong đập từ từ, đừng có vội mà vàng. Cứ bình tĩnh mà zone. Bình tĩnh mà zone. Đó. Lên. 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 Đủ. Ngày hôm nay khá là ổn anh em ơi. Ngày hôm nay là anh em thấy rồi đó. Nói chung là
Nhân phẩm là lục được mới rồi. Tại hôm trước đi đi đường nó rớt á. Trong cái lúc mà đi quay về á, thì lục lại được mớ. Chứ không là hôm nay cũng cũng tanh bành rồi. Đi lại cắt bớt và lấy ít cao ra đi đánh nén đi rồi về đi tán đi. Tán lấy cộng 10. Rồi hay đi đập cái kia trước ta. Đa cường này kia ta. Ồ, trên lấy cộng 10 đi cho nó đẹp. Rồi, bắt đầu tiết mục. Mua bùa kết hợp trà ở mua ngọc tăng tỷ lệ cái đã. Hai cái một chỗ nó chắc cú. Việt Nam ôm đích bự. Rồi. Tán. Được cái áo trước đi ha. Rồi, chơi hai bùa. Hai ngọc chứ. Đập cái kia may mắn, hy vọng cái này đập may mắn nha. Một nè. Hai nè. Thôi xong rồi. Phát đầu tiên mà thấy vậy là thấy toàn rồi anh em ơi. Căng nhờ lấy cộng 10 thôi mà sao khó khăn thế. Phải lên cộng 14, 15 đâu mà. Vội vàng quá. Không nên vội vàng quá vậy. Căng nhờ. Lên cộng 10 mà căng dữ ta. Kệ cho nó ném hồi đi. Rồi căn sau. Thôi nó hồi nãy lên đập lên cộng 9 hên ngọc thì đang có ít. Áo về là thấy thôi sôi rồi. Đó, nó phải thế chứ. Nó phải thế, nó phải thế. Hết bùa chà phải không? Ơi. Ơi thì nó lại là dế. Em bây giờ đập lại về về không hết ta. Kệ đi. Lỡ rồi phải chơi tới đi. Được thế thì mặc đồ cộng 6 cho nó đẹp. Nó không được thì mặc đồ cộng 0. Chơi mà chứ thì nghĩ làm gì. Để coi nào. Ôi giời đuối rồi. Đây nha. À. Lại có bà này về bà đứng bà hút le rồi kìa vãi thật cái chuồng nha đi hút le nó là thua rồi một thấy là tivi cái là bắt đầu về đó anh em ơi thấy hồi nãy mình đập một cái lên cộng 10 được á nó thông báo lên tivi đó là mọi người biết một nè hai nè nó phải thế.
Lâu lắm rồi mới được cái cảm giác này anh em ơi. Đó, game lại là dễ rồi. Hút le nè. Lại lại đứng nè, đứng nè. Hút le nè. Đứng đâu hút le chọc chọc mình á. Rồi, tiếp tục nha. Game nó lại là dễ anh em ơi. Rồi, tiếp tục. Hút le đi bạn ơi. Bắt đầu này nhìn nè. Hồi nãy đập lên cộng cộng 9 là cái áo này nó cũng toang rồi. Anh em thấy không? Cái nào nó xui là nó xui à, còn mấy cái này chắc là lên hết. Theo mình nghĩ là vậy. Một nè. Một nè. Hai nè. Đó, game nó lại là dễ rồi anh em ơi. Quá đơn giản. À, nhìn cái áo mình cho lên cái áo nè. À là cái nón nè. Tám mươi lăm phần trăm tiếp tiếp tục. Thảm quá, áo thảm quá. Thôi không vậy. Canh lâu chút xíu là thành công. Đó. Đó phải thế anh em ơi. Game có dễ đó mình. Rồi bây giờ đi đọc cái áo thôi. Hãy cho cái áo lên cộng 10. Cho nó full cộng 10 trước đi rồi tính sau nè. Tại vì mình hết B rồi. Này chuẩn bị B có vẻ hơi ít. Rồi sẽ đi 8 trong vàng. Lên. 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 Ui rồi. Quá dễ anh em ơi. Nhìn nè, mình cho nó lên cộng 10 nè. Nó lại là dễ anh em ơi. Cộng 10. Con này phải chắc cú một chút xíu. Căn lâu chút xíu. Tại vì nó đã full lên cộng 10 rồi. Chứ nó đi đập dòng vàng cho nó đẹp. 1 nè. 2 nè. Nó phải thế. Đó. Đứng đứng hút lè. Rồi hết B rồi, bây giờ mà xuống nữa là không không có B để đập lên trên không có B để đập lên trên cộng 9 nữa, cho nên bây giờ mình sẽ đi đập cái này. Tại vì B là đi mua cái áo mất rồi. Rồi về đi giải nét. Nói chung là cộng người trước đó. Rồi để đến ngày mai rồi mình lại đập tiếp. Nếu mà mình đập một mạch mà lên, không bao giờ mà lên được. Tại vì mình đã thử quá nhiều rồi. Rồi đập cái này có may mắn không nha. Lôi xuống hết thì đập một lượt rồi tính. Lên. Lên. Lên.
Ôi trời ơi, vòng dạo đầu mà thế vậy là thấy toang rồi, không được một dòng. Dạo đầu mà vậy là thấy toang rồi. Tạm thời cộng 10 rồi chứ mỗi ngày nhích lên mỗi tí anh em ơi. Là nó dễ lắm. Ôi sắp cuối không dây. Trời, cái dòng gì đâu không vậy? Dám sát thương đâu? Dám sát thương. Ôi. Đấy rồi cũng được một món anh em ơi. Mấy chục thôi nha, còn có mấy chục win thôi nha, vừa vừa phải phải thôi, ngày nào cũng chèn ép người ta, ép giá người ta có lên, không lên nói anh em ơi, nhỏ quá. Ui thế. Trời kìa. Còn không ra dòng nữa kìa. Ôi mana thì. Về giá nét. Ăn hết nhiều đen ngọc. Ăn hết nhiều đen ngọc, có lẽ không lên được nè. 5 món. AG tự động rồi. Ăn dòng cồi. DK chắc cũng có mấy set rồi anh em, mấy set thật. Ôi, được dòng dòng thứ tư nữa kìa, ngon ngon ngon. Nhích từ từ lên cũng được, hay chưa hả? Rồi, nó cũng sẽ full. Full đến với PK chứ. Ai bị DK bán hành cho quá rồi. Lên à? Lên. Tăng AG không vậy? AG là tăng cái này này. Giờ PK toàn một hit không, vào một cái một không. Cái đó chỉ có tác dụng rồi ngon ôi HP lên sắp hết nhọc rồi nha, sắp hết đá rồi nha, đến vừa phải rồi, không vui gì đó, ốp game đó. Nói vậy mà nó vẫn không cho lên anh em ơi. Lên. Ui. Hai món mà sao khó khăn quá vậy? Lên này. Lên này. Tỷ lệ nó hên xui mà cái độ xui của mình nó có ba ba đạo anh em ơi. Rồi còn 20 win. 20 win mà không lên nó thì to. Lên này. Lên. Trời ơi, cái dòng gì đâu không vậy? Làm ơn. Vui lắm rồi. Cho nó game dễ chút xíu coi, game dễ chút xíu rồi tăng AG không vậy, chạy đôi cứu trang, chạy đôi cứu trang kiểu này tốn kém quá.
DK với Sum nó có bá đạo quá mà. Nhưng mà nghĩ mà Sum mà đi PK với DK thì chắc không ăn được DK đâu. Tại bây giờ DK nó đang bá quá. Ôi kìa. Ôi kìa. Ôi kìa. Bye. Ôi trời ơi, đập kiểu này làm sao mà sống nổi. Toàn hết rồi anh em ơi. Đó, bây giờ thống kê lại tình hình là mới được có nhiêu đây anh em ơi. Nói chung là cũng tạm tạm rồi. Để mình đi ép cái đã tinh luyện cấp cao này. Cho nó lên 4% trước đi nữa rồi tính. Tại vì dòng giám sát thương là nó lên cộng 10 là được 4%. Thì mình đi mua cái đồ excellent nó bán sẵn trong shop này. Lại cũng xuống Aya 1. Đi vào cái thằng trong cùng đây này. Đó, có vào tỷ lệ 50-50. Ôi. Phải 50 ông trời đó. Phải được cái 50 thì phải được cái mất đi. Hên hên rồi đó. Nó chửi nó cái. Nó nghe thằng này tai thính nhất thằng kia. Trời. Thôi. Đừng đùa thế bạn ơi. Quen biết mà. Trời 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 trời. Nói chung là cái này thì dễ kiếm. Tại vì đồ excellent ở bên này là nó bán trong shop rồi, cho nên anh em không có phải. Cái này không thuộc dạng hiếm. Để ép là được thôi. Mất thời gian thôi. Thịt thì về mua ép tiếp. Vậy thôi. Nhiêu đây chắc đủ lên rồi. Mỗi cái đập một cái là cùng lắm lên. Một cái là lên rồi. Rồi đập luôn đi. Rồi cái này đấy, thật, hai cái này lúc nãy chưa có mà phải không? Đây này mới có 3 món à. Có sao đập không được. Lên. Lên. Rồi đó. Lên. Đó. Ôi dễ đập cái này dễ lên quá. Rồi kệ để đây đi, đỡ mất công phải đi mua tùm lum. Để đây đi, lúc nào ép lên được mấy cái kia rồi đập tiếp. À đó, tình hình là như vậy đây anh em ơi. Sau một hồi làm thì set này nó cũng nâng cấp lên được một chút xíu. Thì cũng sắp đi PK được rồi. Thì mình sẽ nâng cấp lên xíu nữa là mình mới đi PK. Tại giờ này vẫn đang còn thiệt thòi lắm. Cho nên sẽ phải nâng cấp thêm. Còn phải đi ép cái dòng dòng tím cho nó nữa. Ép dòng tím là còn phải đi đi tăng phải đi đập ốp cho nó rồi phải đi đập ốp cho nó rồi xong rồi lại phải kiếm đá tạo hóa với lại kiếm đá ở đây. Trong này còn ông ta hai con kia mình bữa trước mình nhớ mình để con nào ta rồi để có gì hôm sau mình làm mình đập tiếp. Ở video hôm nay mình lại xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.